Đây tắt máy này, bật máy này. Đây, mình khởi động bơm xăng lên ha, trong e. Máy này mọi người muốn nó mau nổ thì ga đi nửa cây ga. Đó, để sao dễ nổ hơn. Thôi mình hồi cây. Tao ok rồi. Giật lại các bạn. Rất là nhẹ nổ luôn. Tắt công tắc bên này ha. Hàng này phụ kiện điện tiêu tệ. Chào anh em nhé. Mình nó có một con máy cắt cỏ hãng Kawasaki TH34 hàng của Nhật. Máy đẹp len ken, tay lái đầy đủ, ốc ác bảy màu, bốn con lớn nha anh em, ốc ác bảy màu nó mới rất là đẹp. Trước này đẹp, cái xà beng nguyên zin luôn nhiều nha, chế xăng ngang, chế xăng ngang, chế quát thông dụng Wamro của Nhật, chế Nhật anh em nhá. Wamro này thấy không? Ai ok hàng hệ nhá, cái này nha, bên Tây khoái lắm. Số series 020538 nhé, TH 034D. Máy mình cam kết là nguyên zin luôn này, đến như em dọn rửa mà còn đất Nhật luôn, rửa sơ sơ bao da của cần còn nguyên ha. Đấy, tay ga gạt zin đúng của Nhật luôn. Cái cần này thì mình có thể điều chỉnh lại cho nó thẳng lại ha, đầu bò. Cái chắn cỏ này bên ráp mới nhá, chắn cỏ đầu bò thôi, bò da băng thôi, đó, da ban luôn ha. Con này nòng nó rơi tầm 38 lì gì đấy nhỉ, 38 10 cái chung con này chả chia rã ra bao giờ, không biết như thế nào, không rõ này. Ô cơn lớn chỉ biết là nó 34cc thôi, sử dụng trong gia đình hay là đánh cỏ linh tinh hàng làm nhiều thì dùng con này quá ok. Đây công tắc nằm đây nhiều, tắt máy này, bật máy này. Đây mình khởi động bơm xăng lên ha, ống e. Máy này mọi người muốn nó mau nổ thì ga đi nửa cây ga. Đó, để sao dễ nổ hơn. Thôi mình hồi cây. Tao ok rồi. Giật lại các bạn. Rất là nhẹ nổ luôn. Tắt công tắc bên này ha. Hàng này phụ kiện điện tiêu tè, dây đeo này, dao này, chắn cỏ thì mình gắn rồi ha. Đó. Dây đeo, dao, ổ cước. Sơ cua thì những cái Uzi nữa ha. Đó, đầy đủ. Đấy. Máy đẹp len keng. Ra bán cho anh em là 3,6 triệu nhé, 3,6 triệu cái này. Anh em chuyển khoản đủ thì mình bao ship cho anh em nhé. Đó, rất là đẹp, đẹp kia. Máy cam kết nguyên zin.
đánh cước thổi lá cái gì cũng được, nói chung máy lớn nữa ha, em làm thoải mái chặt ga, chế xăng ngang hơi hám ok nhẹ nào. Anh em chốt thì liên hệ mình nhé, cảm ơn anh em.